chào quý bà con nha. Tối nay gió mát kinh thành nha. Em dẫn đến quý bà con mình đi vô rừng nha. Vô rừng làm công việc nói chung là đặc biệt cho quý bà con. Rồi, mời bà con đi với em ha. Đây dụng cụ tối nay em đi vô rừng nha bà con. Dừng xe đây cô ha. Dạ. Có núi chưa? Tôi có cho em đâu có. Khó làm gì đâu. Mình quen đường mình già mình trước hay không? Đi là con nhỏ này. Đây đường là hồi chưa làm nhiều cấp bê tông này. Bê tông nó lọt đường nó đổ lại. À đem đổ xuống đây hả? Làm đường mà đi. Mưa nước là bao nhiêu ấy? Cuối đây nước nhiều rồi, có khi có cá, tấu sôi có cá này. Đông phi. Đông phi không hả? Bữa nay có gì vậy? Đi sôi hả? Giờ em bắt đầu vô rừng rồng nghe quý con, giờ hồi hộp quá. Rất hồi hộp. Cao lắm cô, cao nặng á. À, đứng rồi cao không được, còn nữa dài mình đứng ngoài mình thật không được. Chắc báo đòi, mình đứng ngoài mình xe ra mình thật. Làm hai cây vậy? Một cây không? Chú đứng nữa hai cây hai bên này. Vừa mình vừa xó luôn hay là đơn xó nè? Xó vô, còn đi lên luôn nè. Làm hai cây không? Đốt còn hai cây. Nó quạt không? Nó quạt thường cái nó ngúng rồi sao sao nó quạt không? Ủa ông nói sao ai đốt rồi bác hai? Đốt ai hồi sáng ông vô sao ai có đốt rồi mà? Đốt nè. Chứ không phải bác đốt ăn? Không. Ôi. Đốt nào? Hồi sáng ông vô là có đốt rồi mà. Rồi lên kiểm tra lại. Còn có ổ chưa? Không thấy. Hồi sáng còn hát đây mà ổ nữa. Đốt quá ạ. Hồi sáng ông vô là đầu đã đốt mất mà. Đốt quá ạ. Mất rồi. Thì hôm qua tấu hôm bác đốt rồi sáng nào đốt mất mà. Không lại. Ờ không ăn rồi hả? Lỡ, mày cắt. Hôm sáng con vô là nó đã đốt rồi. Thôi qua đây hỗ trợ bên đây đốt này. Hả? Anh Vương. Cầm cái đấy, vô coi sao đây. Chô, chô, chô. Rồi qua đây xuống cái đốt ổ này. Trời ơi, ổ đây bằng cái lỗ mũi vào ổ đây mà. Đốt xăng ra. Tay cầm như vậy. Trời đốt xăng. Đốt xăng hâu. Hâu mắt mày cho hâu. Hâu, hâu ăn có được. Qua đây vô. Đây là đường chuyên nghiệp cô. Đốt xăng hâu có được, ăn có được. Đốt xăng đầu dầu. Dầu hả? Dầu. Nó tắp qua chứ không có đụng chạm gì hết. Nhanh lắm. Thì mình khoát ra ngoài sao. Chạy tao lên đốt đây, đốt lưỡi em học hỏi rồi. Đây, lên đây. Đó, chia ra ăn nè.
Vậy này ta ra là thấy với chỗ tàu vừa đồ vô. Đấy. Người ta đốt ô kia rồi mới đốt mẹ mất không? Cái ô kia rôm rạ một nó đốt. Đúng rồi, không đốt, đứa nào đốt, đồ mẹ cô tao mày. Tao này lũ con đốt đồ. Tao không đốt mày lũ, ai đốt? Không ai đốt coi thử. Anh coi thử coi ai. Họ thử ai thử mà rôm rạ không ai. Mình ăn sàn dám đi nè. Vô cái bàn của tao đó, có tao. Mà sao không cứ không ghi tên. Có khi thằng Trúc nó nói nữa. Này đóng hai ổ lần này. Ủa được một cái mà thường thường vậy mà. Có nghĩ tao không? Ủa cái như mũ hiếm mà. Nghĩ nó băng tao như mọi biết mà. Quả cho con chứ con ăn thì con nốt con ăn rồi không chứ tự nhiên. Alo. Quả cái ô đông mà đốt nó có phải. Nó vừa đốt xong bây giờ mình vô cái chỗ sau lưng nhà quảng ấy. Nó nước ô bự lắm nó phó phát hồi sáng rồi thấy. Vậy em ăn là hậu. Nó chỉ mình vô bao nhiêu vô cùng hai ba con ạ. Nó ăn mất còn hai ba con ăn. Rôm rạ gì mà rôm. Thơm. À đúng rồi, to chứ. À. Đấy, tối nay em đi đốt em với con ăn một cọp nha. Đó cái ổ cho chỗ đêm sáng á. Chỗ này gần gần qua cho con xem nè. Ổ rất là to nha. Đấy, ổ em không đốt cho con. Ăn rất là to nha. Chưa to hả? Rồi bắt đầu chúng em bây giờ đốt nha. Ý nhưng nó bay ra cua. Ý nó bay ra cua. Đèn ăn nè. Cái tổ đừng có cái coi thì nó phải sao hả? Thôi cái coi nha. Dưới mình đốt luôn hả? À, dưới đốt luôn. Đây giờ em bắt đầu đốt lửa lên được nha. Đốt lửa lên giờ lấy rồi con ha. Đốt không sợ. Đồ này đổ tay. Rất là hợp rồi con. À. Giữ đi hết sao cô? Còn không có trong á. Sâu rồi trong á. Ủa cháy lấy ra rồi cháy. Ủa cháy. Hình như không có, không thấy con nào phải ra cùng. Hình như cái già đi hết rồi. Có. Ôi sang nó ra vô đồng đèn rồi. Không có nhận đây. Cái gì già quá đi hết rồi. Đốt rồi, đốt rồi, đốt rồi. Hồi nắng lên. Đi hết rồi. Có. Có ít chung không? Đó, đó, đủ rồi. Lên chi mà gai góc không hề kiến nữa. Như đi hết rồi, còn ít rồi. Bây giờ sao ra rớt, giật ra. Chặt nha. Giật phải rớt. Xì dọn chút xíu nào con, xì dọn. Không có nhận đi hết rồi, lắm đi bỏ ổ không có nhận mà nhận ít hết rồi đèn rồi đó thì đó có em đốt rồi đốt mà chết rồi đó chết rồi
đốt rồi cháy rồi, nó nguy hiểm lắm. Tục vô phía bên kia này, được không? Đưa vô phía bên kia này. Đó, vô sâu phía trong á, chỗ đấy còn người nó. Mình rắc nó đánh làm cái này luôn. Ui. Đấy, ra cô đốt cô. Đó, ra cô. Không. Thời gian chết đấy. Cái chín nặng quá. Giờ mình dập ra rớt ha. Ra nó phải ra ngồi rồi cô. Cháy nặng lắm, cháy nguồn nặng nhiều lắm. Mấy tầng viết được chục tầng viết. Phải rửa giúp đây con, phải rửa giúp. Đây thành quả này, thành quả tiếng hồ. Đốt hai ngọn đuốc. Chín trên dây rất là khó lượm nha bà con. À, cuối cùng cũng lấy được rồi, không biết đây chủng hao bị nhiều tầng này. À, chúng ta còn xem. À. Quá sọc quá đã. Đó còn tổng tổng. Bóp chết lên cái này cái. Rồi. Lấy những cái cây này. Bỏ trong bao rồi. Thịt bơ. Wow, nhiều đâu hết đâu cô, khói là nó chết trong đây này cô à. Nhiều lắm. Đó, đấy, đó, đang vậy mưa rượu. Không ấy được. Nhộng rất là béo, to. Quay mặt nhộng này Nam. Bỏ miệng luôn. Còn bao nhiêu rồi. Không gặp bỏ được. Tạm con chiếu rồi. Em bóc qua bỏ. Sau đây chiếu trước. Rồi. Cái rửa. Quay rồi. Thành quả tối nay. Thành quả tối nay à. Giờ giặt ra. Phải giặt ra. Lại nó chích cho ông phát mập mặt cơ. À, ốm đi. Đây bài thuốc cho người. Bài thuốc cho người bị viêm khớp. Sao đây không biết. Không. Không có nữa mà. Sao nó chết gì. Ừ con. Ừ ấy đấy. Dạ.
Wow, vô nhộng nó to rồi bố. Nhộng to lắm. Bố nhộng rớt mấy giờ con mà. Nãy rớt gì đâu. Đọc gì nó to giờ đâu nát vô hết vô. Thấy chưa? Con đây này, bố cho chết đi, đây nó kính này. Hết rồi. Cây thuốc rồi. Ừ. Cây gì cây là nó vứt rác thôi à. Không. Lên đường về thôi. Đang bỏ cho nước xuống trong cái gai lúng lắm không? Đến bỏ. Mà ăn có nước làm nữa. Rồi. Cây này rớt bánh này. Ui, nhỏ. Rớt bánh nữa đấy. Có hết. Rồi đi, rồi được rồi. Tạm biệt. Ê, cô cầm lên đi trước em, anh có điện quá xong rồi nghe bà con. À, bây giờ em bắt đầu trên đường về. Giờ coi thử được bao nhiêu nhộng ha. Thì vậy ha. Cái ố mà ố cũ. Ố ấy. Thì đang nói vậy trên hàng đang nhộng to không? Nhộng to. Hàng đâu hàng? Quả quên. Hiền đâu? Ông kêu ạ. Kêu ra ray hết không? Đang nãy giờ đi bắt của em chết hết chưa? Hết rồi, ra ray hết không? Có nhiều con nhộng lắm. Ôi trời ơi. Ông mày cột. Nhộng rồi con. Nhộng không? Nãy giờ đi vô rải đốt. Ôi trời đất ạ. Đâu có, em mày cột lấy nhộng. Nhộng. Ủa sao em mày cột có nhộng hả? Ê, đi vô vô. Rồi. Vô con, đi vô. Con ở đâu không? Đi vô. Con đang đu. Con ở vô. Đi vô, đi vô, đi vô. Chưa hút rồi. Con ra đi vô. Đi vô, nó bò lung tung á. Ôi trời, nhậm bò lung tung. Thôi xem rồi. Cái rồi á. Ngồi đắp cửa lại đi. Nó thấy cái vô lại đâu luôn á. Đốt tay rồi anh cô. Đốt vô tay à? Nhất à? Nhất hàng nhất, nó nhất. Chắc mày. 600 ngàn ký. Cái gì 600? Quài mới 600 ngàn ký nhận. Theo 4 chân không? Nó nhỏ to rồi. Wow. Lại bóc đến đây mà, gốm cái gì mà. Không, mấy cây vô mình đã làm chưa? Ủa, mình mới vừa tấu rồi mới nãy còn đi sau đứa kia con kia này ném. Đây bò gì nè. Đây. Thấy chưa? Con nào. Đây nó bay đâu kia. Kìa lấy thuốc nó bay. Được bắt lên đầu ấy. Sao? Anh nó vắc xin quá liều. Ai cái mà lấy cái màng này vừa gãy. Gãy rồi đồ nó vô không? Chưa rửa rồi. Lấy nữa đi. Kê nó sửa vô hả? Thế tầm trình tùng hả? Nó ăn chưa? Mẹ ăn né ra tầm kia nó xuất hiện coi. Uống không hả? Uống hộp nữa. Đó, biết cái gì sao mình ăn. Tối nay nha bà con, đừng tô đây. Đâu, đây một tô nhỏ nghe, đây tiếp tô lớn nữa đâu bà con. Đó, chào tạm biệt con nghe. Bây giờ em tiếp tục xèo, ha, rửa xèo nhậu. Thì thôi.